Bà ơi bà. Ừ. Gì con? Bán giấy số vậy có khó không bà? Trời ơi, bán giấy số có gì đâu, cứ đi vòng vòng là tao mua được à. Nhưng mà mỗi ngày kiếm khoảng bao nhiêu vậy bà? Còn tùy hả con, bữa nào mà hên á thì kiếm được 100 ngàn, mà bữa nào á mà ế quá đã kiếm được vài chục. Ủa, mà bữa nay con hỏi chuyện bán giấy số chi vậy? Dạ, con đang nghĩ chị Lệ không cho con ở đây nữa. Ủa? Thì con phải đi bán giấy số để kiếm sống. Bữa mẹ con nhắn mẹ con lên đây mà. Mà con nhất định không đi về nhà đó nữa đâu. Trời ơi, khổ chưa? Ở nhà ông có hay đánh con không? Dạ, đánh con thì ít, mà mắng chửi mẹ con đi nhiều. Trời ơi. Con muốn nhìn thấy cảnh mẹ con bị hành hạ như vậy. Con thương mẹ con lắm. Con muốn ở trên này để đi làm, rồi mai mốt á đưa mẹ con lên đây ở chung với con. Trời đất ơi, tội nghiệp quá. Lại đây với bà đi con. Con nhớ mẹ con lắm. Khổ quá, tội nghiệp cháu tôi quá. Nín đi con. Chú làm gì ngồi buồn rầu dữ vậy chú? Vui gì nổi. Chú mới uống bia phải không? Bộ nay có gì buồn rồi sáng uống bia sớm vậy chú? Buồn đâu mà buồn, vui mới uống. Uống xong rồi mới thấy buồn. Ủa, sao nó đi về Sài Gòn rồi mà sao bữa nay còn ở đây? Con không về nữa. Bữa nay gặp Toàn gì đâu không à. Ra đường cái xe bể bánh. Về thấy chú ngồi buồn vậy. Thôi con vô ăn cơm nè, con đói rồi. Chú, nay chú kho gà ngon. Bà kia cũng vậy, mới đầu khen ngon, sao biết là thịt chuột á, chửi chú nát nước luôn. Chú mới nói cái này là thịt gì? Ổn ra mà em thấy tao bẫy chuột hả? Nữa, mấy người này sao kỳ vậy ta? Thịt chuột chứ đâu phải là thuốc chuột đâu. Ăn vô ngon chứ có gì đâu. Hết vì tới việc vớ vẩn. Ủa gì Tư? Làm gì mà ói mửa tùm lum vậy nè? Bộ ốm ngén hay gì? Dạ. Sao ho sặc ho sụa thế kia? Hả? Sao thế? Vậy là ốm ngén trong sù quá gì Tư? Sao chịu xài thuốc ngừa? Đúng là cháy nhà ra mặt chuột rồi nha. Anh mới nói gì? Chuột nữa hả? Trời ơi. Thôi, ốm ngén gì vậy? Ốm ngén dữ vậy á, chắc là con trai rồi đó. Trời ơi, phải không chú Sì? Con nói cái gì vậy? Cái gì mà ốm ngén, cái gì mà con trai? Con khùng hả? Thì hồi nãy dì mới nói là dì ốm ngén rau xù đó, đúng không chú Dũng không? Vợ vịt giả ngô giả ngọng mãi, đúng là cái đồ đèn bạc. Anh á, anh cũng khùng rồi. Mắc trứng gì mà em phải dính với thằng cha già mắc dịch đó. Không dính. Vậy chứ sao mà ngoẹo vậy dì Tư? Tại á, cha xù, cha nói là cha bẫy được con thỏ, cha roti qua mời dì ăn. Dì tưởng thiệt, dì ăn. Cha uống 3 chai nè, cha xỉn rồi, cha mới khai ra cái này không phải thịt thỏ mà là thịt chuột. Trời ơi. Thịt bò tươi của tôi mà không ăn, bà lại xơi thịt chuột của thằng cha xù cơ. Không cười được hả? Sao không cười? Em bị vậy em sung sướng lắm ha. Sao không sướng? Cười quá. Vậy đi, vậy đi. Thịt thỏ thằng cha xù ngon quá. Em không cười nữa. Còn cái thịt thỏ quá thì thịt chuột ngon quá. À, con mua gì không? Dạ không. Ăn thịt chuột không? Thôi đi về luôn đi. Vậy con về nha chị. Chào Hoa Khôi xóm chuối. À, chào anh. Hôm nay anh muốn mua gì? Hôm nay anh không mua gì hết á. Anh tới thăm người đẹp à? Kiểu này chắc anh chuyển nhà về đây ở thôi. Mỗi lần nhớ cô bán hàng tốn xăng quá à. Anh muốn mua gì không em lấy cho? Anh muốn mua hết trái cây và mua luôn cả em nữa đó. Anh chỉ giỡn chút thôi mà. Em bán cho anh 3 kg bơ như mọi lần nha. Dạ. Hôm nay bơ ngon lắm anh. Của anh nè. Cảm ơn em. Cảm ơn anh. Anh Điền, người ta giỡn chơi thôi. Anh làm gì mà nhìn người ta như sắp đánh lộn vậy? Giỡn kỳ vậy? Sao tự nhiên đòi mua quà? Bộ có tiền muốn mua gì mua hả? Không ai thèm mua em đâu. Mua em tốn cơm thôi chứ làm gì. Vậy nha anh Tính, em chờ tin của anh. Ok. Tuy là thể loại này anh chưa sáng tác bao giờ, nhưng anh sẽ cố gắng hợp tác với em. Có cả anh với anh Việt nữa là em thấy yên tâm rồi. À, nhưng mà em tính về chỗ Việt thiệt hả? Có nhất thiết phải vậy không? Những chuyện này á, nói chuyện qua điện thoại cũng được mà. Không có được. Mấy cái chuyện này á, nói qua điện thoại làm sao mà hết ý được. Với lại á, em cũng muốn có một chuyến đi về đồng quê để thay đổi không khí, giống như anh Việt vậy đó. Hy vọng á là lần hợp tác này của em và anh sẽ thành công. Thôi bây giờ em phải đi rồi. Có gì em sẽ chủ động gọi điện cho anh nha. Mong hợp tác thành công. Ủa, có chuyện gì không thầy Việt? Dạ, em tới để xin cho bé Quy đi học lại. Dạ, chuyện đó nó có nói với tôi. Nhưng mà thầy coi đó, nhà neo đơn quá, không có ai phụ việc hết trơn á. Nè, ở đó mà lo tán dốc, không làm phụ việc cho tôi. Bộ rảnh đó mà. Cái bà này, thầy thông cảm nha. Cái chuyện đó để từ từ tôi tính. Trời, lì lợm vậy ta. Người ta nói thẳng mặt, vậy mà cứ thứ hoài. Nè anh, sao anh cứ kiếm chuyện tôi hoài vậy? Thật sự anh muốn gì? Muốn cái gì hả? Anh đánh mày thì sao? Hả? Đánh mày đi bỏ cái thói làm bộ làm tịch, đồ đạo đức giả. Thôi thầy thông cảm. Chuyện gì vậy bà? Con Thu á, thiệt tình à, đi đâu cô không biết nữa, đến giờ này cũng không chịu về nhà. Tôi gọi điện thoại cứ hỏi e hoài à. Tôi nghi là chắc nó tắt máy luôn rồi đó ông. Thì học xong á, có khi nó đi ăn uống với bạn bè nó gì đó. Điện thoại thì cũng có lúc hết pin. Có chuyện gì lớn lao đâu mà bà sốt ruột dữ gì chứ. Nói gì tới bây giờ đó. Thôi, ngồi để coi tivi đi. Trời ơi, cái con nhỏ này, không biết là nó đi đâu rồi trời. Cái bà này thiệt tình à. Mấy bữa nay con bán buôn được không? Dạ, cũng được nội. Mà không biết bao giờ mình mới nhanh có tiền để chữa bệnh cho Bình. Một mình con lo cho cả nhà đã vất vả lắm rồi. Còn khoản tiền lớn để chữa bệnh cho thằng Bình. Anh Việt có nói là sẽ cho con mượn tiền thêm để mua chiếc xe gắn máy, để mà bán được nhiều hàng hơn. Mà con ngại lắm. Nội thấy cậu Việt cũng nhiệt tình đó. Mà nè, nghe nội hỏi. Dạ. Có bao giờ cậu Việt ngỏ lời với con chưa? Dạ chưa. Mà ảnh đâu có thương con đâu mà ngỏ lời. Nội thấy đó, bạn của ảnh đẹp quá trời, sang trọng quá trời luôn. Con thì quê mùa. Không phải vậy đâu con. Tại nhà mình nghèo thôi, chứ con cũng đẹp, đâu có kém gì ai. Rồi trong làng này nè, đâu có đứa nào đẹp như con đâu. Mà sao con nói cậu Việt không thương con được? Không thương sao lại giúp đỡ hết lòng hết dạ vậy? Con cũng không hiểu nữa. Nhưng nếu thương con, sao lâu rồi anh không dám nói. Khó hiểu thiệt đó. Nhưng mà nè Hòa, con nói thiệt với nội nghe đi. Phải, con thương cậu Việt rồi phải không? Em chào chị. Vô cất cặp đi con. Dạ con chào bà. Con Việt. Việt vào chơi uống nước đi rồi hãy về con. Dạ. Em làm cái hộp đã lâu chưa? Dạ mới đây thôi. Sau hôm Bình ở Trạm Xá về. Qua nè, anh thấy em buôn bán như vậy, mỗi ngày dư được bao nhiêu đâu. Biết bao giờ mới đủ tiền chữa bệnh cho bé Bình. Thì đáng chứ sao. Nếu như anh có điều kiện, em có đồng ý để cho anh giúp Bình chữa bệnh không? Em cũng không biết nữa. Em sợ mang ơn anh nhiều quá. Em không biết lấy gì để trả hết. Anh đã suy nghĩ lâu nay. Anh sẽ rời khỏi đây, về lại Sài Gòn Em nè, anh sẽ để lại trang trại cho em. Nói đúng hơn là anh sẽ tặng nó cho em, để em trang trải, kiếm tiền lo cho mình và lo cho tương lai cuộc sống của em sau này nữa. Em nghĩ sao? Sao mà em khóc? Em không muốn xa anh. Anh đừng đi. Có lẽ đêm nay là đêm cuối em được bên anh. Có lẽ chia tay là hạnh phúc cho đôi bên, nhưng lại ngày tháng bên nhau ta thực sự qua những thương đau. Ngọt ngào nào có bao lâu mà trong tim chất chứa u sầu. Em đã cố níu lấy hạnh phúc, em đã yêu anh hơn chính mình, nhưng vì anh vô tâm thương mình, hay vì em đã quá dại khờ. Vậy thôi ta xa nhau anh nhé, vậy thôi ta hãy cố bước qua, rồi ngày mai nếu có gặp lại thì hãy xem như chưa từng quên. Có lẽ đêm nay là đêm cuối bên anh. Có lẽ chia tay là hạnh phúc cho đôi bên, nhưng lại ngày tháng bên nhau ta được gì qua những thương đau. Ngọt ngào nào có bao lâu mà trong tim chất chứa u sầu. Em đã cố níu lấy hạnh phúc, em đã yêu anh hơn chính mình, nhưng vì anh vô tâm thương mình, hay vì em đã quá dại khờ. Vậy thôi ta xa nhau anh nhé, vậy thôi ta hãy cố bước qua, rồi ngày mai nếu có gặp lại thì hãy xem như chưa từng quên. Dạ con nghe nè mẹ. Việc đó hả con? Mẹ nè, con có khỏe không vậy? Dạ con khỏe. Mọi người ở nhà khỏe hết hả mẹ? Ừ. Con ơi, chừng nào con về vậy? Dạ con đang tính về nè, nhưng mà có chút trục trặc nên ở lại. Bộ ở nhà có chuyện gì hả mẹ? Con Thu á, dạo này đêm nào nó cũng về khuya. Ba con giận á, rồi cứ trách cứ mẹ hoài à. Mẹ buồn lắm con à. Con ráng thu xếp sao về sớm giúp mẹ nghe con. Nói chuyện với em giúp mẹ đi con. Dạ, thiệt tình con không ngờ bây giờ ở lại như vậy. Thôi mẹ đừng có lo quá, chắc nó ham chơi tụi bạn bè thôi. Con sẽ thu xếp về nhà. Bây giờ con sẽ gọi cho bé Thu. Mẹ ngủ sớm đi nha. Con gọi em giùm mẹ, Nguyên nói giùm mẹ nghe con. Dạ. Đôi lúc tôi hằng ngồi một mình và hát vu vơ, dù tình thì cứ vô bờ để lòng còn hoài nhớ. Đôi lúc tôi hằng buồn ngồi chờ từng ánh sao rơi, thầm ước mong cuộc đời sẽ bao không vấp sau môi cười. Và người yêu thương hỡi, xin em chớ trách tôi vội xa, xin em chớ trách tôi vội quên những phút giây tôi đã. Dẫu rằng ngoài kia xa vắng, bao đêm trắng tôi vẫn chờ mong, bao yêu dấu biết có còn không, cho năm tháng vẫn luôn đợi mong. Không thấy nhau đâu này, để lòng ai nhớ thương ai. Xin em luôn giữ môi cười, một ngày một niềm vui mới. Bao nhiêu những sáng rồi, còn lại là giấc mơ thôi. Dù giấc mơ xa vời, vẫn ước mơ có em bên.